Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Navy Channel. Rất vui được gặp lại các bạn. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cũng như cập nhật cái tính năng mới nhất của Zalo hiện nay. Nên những cái tính năng khá là thú vị dành cho những bạn nào chưa biết. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào Zalo. Hiện tại Zalo đã nâng cấp ảnh đại diện với AI. Có nghĩa là các bạn sẽ đưa một hình ảnh lên thì AI nó sẽ phân tích ra và nó sẽ cho các bạn chọn những cái kiểu ảnh khá là đẹp mắt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Thì cái phần link này mình sẽ để trong cái phần bình luận để các bạn có thể kích vào. Và nếu các bạn tìm không ra cái mục Zalo avatar này, các bạn chỉ việc bấm vào tìm kiếm nó sẽ ra ngay. Rồi ở đây mình sẽ bấm vào cái việc cái phần là thử ngay. Rồi các bạn sẽ bấm vào Zalo AI avatar. Nếu mà không có thì bạn sẽ bấm vào cái link mà mình để dưới sẵn phần bình luận. Tại đây thì các bạn chỉ việc là chọn trong hai cách. Thứ nhất các bạn chụp một ảnh mới, hoặc là các bạn đưa một ảnh có sẵn trên máy thôi, các bạn bấm vào thôi. Ở đây mình sẽ chọn một cái ảnh có sẵn trên máy. Rồi tại đây, sau khi các bạn tải lên thì các bạn sẽ chọn mô tả bản thân, nam hay nữ, độ tuổi bao nhiêu. Thì mục đích để cho hệ thống AI nhận diện được cái phần nam hay nữ cũng như là độ tuổi để cái độ chính xác nó cao hơn, nó đẹp hơn thôi. Các bạn sẽ bấm vào. Ở đây ví dụ mình chọn cho bạn này già hơn xíu, ví dụ trên 40 tuổi đây, từ 40 tuổi trở lên. Rồi các bạn bấm tiếp tục. Thì lúc này các bạn sẽ chọn cái phong cách ở đây, có đến là 29 trên 30 lượt mỗi lần. Một lần tổng cộng là các bạn sẽ có 30 lượt để tạo cái ảnh avatar cá nhân này, khá là thú vị. Rồi tại đây các bạn sẽ bấm vào, các bạn chọn một cái phần nào đó, ảnh nào đó các bạn thích. Cái màu, đây là cái màu thôi. Ví dụ mình chọn cái màu này. Rồi các bạn sẽ thấy ra đây, đó, khá là đẹp. Khuôn mặt được ghép vào đây trong cái hình ảnh của cô gái này. Ở đây mình chọn cái độ tuổi 40 thì nó thấy nó rất là chững chạc và rất là đẹp. Thì tại đây các bạn sẽ bấm vào lưu vào máy, hoặc là các bạn đặt ngay là bằng đại diện luôn, đại diện 7 ngày, chia sẻ cho bạn bè vân vân, khá là đẹp. Rồi bây giờ các bạn muốn tạo ảnh khác, các bạn bấm vào đây thì hệ thống cũng tự động cho chúng ta tạo cho chúng ta một ảnh khác luôn. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái màu khác, tiếp tục đây màu khác, mỗi màu có những cái sắc thái rất là tuyệt vời mà rất là nhanh. Đó, những phong cách style rất là ngầu ngực, các bạn có thể lưu để làm ảnh chúng ta trong máy. Rồi các bạn có thể mở lên để các bạn trải nghiệm những cái ảnh mà các bạn đã tải về ở đây. Đó, các bạn thấy khá là xinh luôn. Đó, đây là hình ban đầu. Mình tròn là 40 tuổi thì hệ thống sẽ đưa cái khuôn mặt về khá là cứng luôn. Rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã chia sẻ các bạn cách chúng ta có thể tạo ảnh avatar trên Zalo bằng công nghệ AI. Đây là một tính năng khá là thú vị. Hy vọng video mang đến các bạn những thông tin, những hữu ích nhất định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu có cái phần câu hỏi nào thì các bạn cứ để lại phần bình luận. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ đồng hồ kênh cũng như để cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.